bà tét mấy con nữa xem nào. Ai da, ai da. Rồi, các cháu ơi, chú này vàng rồi, được rồi, đấy bà vớt ra này. Ai da. Ai da. Ui, các cháu ơi, thơm lắm. Thơm lức mũi luôn. Các cháu đi cẩn thận không ngã nhá. Vâng. Hôm nay bà sẽ làm món gà rán nguyên con hoàng đế cho các cháu ăn. Ui, bác bài. Ngon đấy. Bà làm món con lợn lại như hoàng đế, món này chịu hoàng thượng ăn cho bà. À. Đúng rồi. Thế các cháu có bao giờ được ăn chưa? Cháu của cháu chưa. Ừ, thế hôm nay bà làm cho các cháu ăn nhá. Vâng. Dạo này bà phải sáng tạo. Vâng. Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip các cháu ạ. Bà làm món gà rán hoàng đế nguyên con các cháu ạ. Đấy, các cháu thấy bà ngầu chưa? Đi ai các cháu này, cái món gà rán nguyên con hôm nay là bà chuẩn bị những chú gà rất là ngon này. Bà đã thui qua lửa rồi này. Ui, các cháu nhìn hấp dẫn chưa? Thì bà chuẩn bị chỗ này là 20 chú gà đấy các cháu nhá. Đấy, bà thui qua bã lúa rồi, thơm lắm các cháu ạ. Thì các cháu ơi, muốn làm được món gà rán hoàng đế nguyên con thì bây giờ bà sẽ mang gà đi tẩm ướp nghệ nhá, cho nó ngấm nghía này. Sau bà sẽ bổ rau củ quả đấy, các cháu nhìn này. Món gà hoàng đế có những cái này đấy, là đút vào bụng này. Đây có cả rau hành nữa này. Đấy, sau đút vào bụng của chú gà các cháu nhá. Sau bỏ vào rán lên. Thì các cháu mà xem video này thấy hay, like và chia sẻ video thật nhiều giúp bà nhá, để bà có nhiều sức khỏe nhá. Thì bây giờ bà sẽ đi thực hiện luôn này, bà làm luôn này. Bà làm xong rồi bà mời tất cả các cháu tới đây cùng ăn món gà rán hoàng đế nguyên con với bà nhá. Thôi, cái món này đây là ngon đấy. Bà đi làm thôi. Đi. Đi. Ừ. Đấy. Các cháu ạ, bây giờ bà sẽ tẩm ướp nghệ. Đây là nghệ đỏ đây này các cháu này. Vàng khộm. Gừng đây này các cháu này. Đấy, gừng bạn cho ít thôi. Đây là tiêu này, hạt tiêu này. Đấy, ui. Ép nước rồi ra. Wow. Vàng khốm rồi, lại vị hạt tiêu thơm lắm các cháu ạ. Rồi, bây giờ bà tẩm ướp vào gà đây các cháu ơi. Đây là chú gà đây. Mix up vàng khốm lên. Rồi. Được một chú rồi. Tiếp. Thơm lắm các cháu ạ. Nghệ, mùi ngủ thơm lắm. Rồi. Chú nữa. Chuẩn đấy. À, các cháu ơi. Đấy, bà tẩm ướp rồi. Bây giờ bà đi thái rau củ quả các cháu nhá. Các cháu nhìn này. Gà rán hoàng đế nguyên con. Các cháu thấy hấp dẫn chưa? Ngon đấy. À, các cháu ạ. Bà tẩm ướp gà rồi. Bây giờ bà đi thái rau củ quả các cháu nhá. Đấy. À, các cháu ơi, bây giờ bà đi trộn các loại rau củ quả vào nhá. Bây giờ bà đổ ớt chuông. Bây giờ bà đổ hành tây các cháu ạ. Bây giờ bà đổ khoai tây. Bây giờ bà đổ cà chua. Bà đảo đều lên. Wow, các cháu nhìn này. Đấy, món gà rán hoàng đế nguyên con là gia vị đấy. Có rau củ quả đây, hấp dẫn chưa? Rồi, bà đảo đều rồi. Bây giờ bà nhét vào bụng con gà các cháu ạ.
sau bắt đầu bà bỏ hành vào. Đấy. Sau bắt đầu khi rán bắt đầu các loại rau củ quả nó chín nó toát vị ra. Ra con gà ngấm vào con gà nó ngọt. À hết nhiều ghê các cháu ạ. Đấy, bây giờ là cuối cùng là bà sẽ bỏ rau hành vào. Đây, các cháu nhìn này. Đấy. Chả lăng là cháu Hoàng khâu hộ bà cái. Cháu Hoàng ơi, cháu khâu hộ bà cái. Nguyên con. Cháu Hoàng khéo lắm. Cháu ngày xưa học học y ấy bà. Thế à? Vâng, cháu học thú y. Học y nhưng mà nó là thú y bà. Chết. Được rồi bà ơi. Cháu khâu không chưa? Đây rồi bà. Đây, các cháu nhìn này. Đấy, cháu Hoàng khâu khéo lắm. Đấy, tí là bỏ lên rán thôi. Rồi để đây, cháu khâu tiếp vào bà chú này nữa. Vâng. Các cháu ạ, bởi sao bà phải khâu nó vào là để về, để vì hôm đó là nó, lúc chiên nó nguyên liệu nó đỡ rơi ra ngoài các cháu nhá. Ôi. Đấy, các cháu ạ, khâu hết rồi, bằng này chú gà đây các cháu nhìn này, kín mít luôn này, đấy. Thôi, cháu Hoàng ơi, vâng. Bây giờ nhặt ra mâm để mang đi rán thôi. Gì bà? Thơm lắm, mùi nghệ rồi gia vị. Thơm nhờ, nhìn hấp dẫn rồi bà nhờ. Cháu nhỉ. Quá thơm luôn. Thơm thật. Thơm hơn cả mùi nước hoa ạ. À, các cháu này, đấy gà khâu xong rồi này. Ngon chưa? Mẹ chảo mỡ rồi, bây giờ bà bỏ mỡ vào lại. Yeah. Yeah, xèo xèo rồi đấy. Sau bỏ lên rán các cháu ạ, rán xong rồi lại cho vào xào. Đấy, cái món gà rán hoàng đế nguyên con này lại còn xào nữa cơ các cháu ạ. Ui. À, các cháu ơi, bây giờ bà bỏ gà vào rán nhá. Các cháu nhìn này. Wow, xèo 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 xèo. Các cháu nhìn thấy hấp dẫn chưa? Yeah, thôi bà tét mấy con nữa xem nào. Ai da, ai da. Yeah, thơm lắm các cháu ạ. Rồi. Sao. Ngon đấy các cháu ạ, món này là ngon đấy. Yeah. Hà đang nằm trong chảo mỡ sủi sùng sùng. Tắc là chín đấy các cháu ạ. Hà đang là bà lật lên xem nào. Ua. Các cháu nhìn này. Chú gà rất là mọng ngon không này đấy. Bây giờ mình nhé. Yeah. Nghiêng xuống. Và cho một mẻ nó hơi chật. Giờ mình lên. Đấy, một lát nữa là bà vớt ra bà mang đi xào các cháu ạ. Lại phi hành khô xào lên. Đấy. Ôi, bỏ quậy. Chín rồi nhá, bà vớt ra xong bà mang đi xào. Lại xào tiếp. Các cháu ơi, chú này vàng rồi, được rồi. Đấy, bà vớt ra này. Ai da. Chú này nữa này. Ui, tuyệt thế. Ua, chú gà rất ngon chưa. Đấy. Chú này được rồi. Đấy. Đấy, chú này được rồi là các cháu này. Yeah. Đấy. Ê, con này được rồi các cháu này. Ê. Ui, các cháu nhìn rồi. Bà vớt ra thằng bà. Phi hành khô lên sao sao. Ui. Đây, con này được rồi này. Đấy. Bây giờ bà
phi hành này, mỡ nó già rồi lại. Ui. Wow, các cháu thấy chưa? Thơm lắm các cháu ạ. À, các cháu ơi, ấy hành nó vàng rồi. Bây giờ bà lại bỏ tiếp lá chanh vào để các cháu nhìn này. Ê. Ai à. Wow, à. Các cháu thấy chưa? Ấy thơm lắm. Đấy, lúc giờ bà bỏ gà vào các cháu ạ. Bây giờ bà bỏ gà vào nhá. Bỏ gà vào. Bỏ gà vào. Ui. Ui, các cháu ơi, thơm lắm. Thơm lức mũi luôn. Ngon đấy. Món gà rán hoàng đế, các cháu thấy bà ngầu chưa? Cho vào xào. À, đảo hơi lạ các cháu ạ. Món này lại ăn thì ngon lắm ấy. Bà bỏ hạt lên vào này. Wow. Ngon chưa? Đấy, các cháu thấy chưa? Ừ, hấp dẫn thật, ngọt lắm đấy các cháu ạ. Wow, thôi, bây giờ là bà bỏ tí muối vào nào. Bà bỏ tí muối vào nào. Wow. Các cháu thấy chưa? Hấp dẫn chưa? Ngon chưa? Đấy. Thôi, đấy. Bây giờ bà đảo đao đấy, sao bà đậy vung vào nha các cháu nhá. Đậy vung vào âm ỉ nữa, sao là đun cho chín các cháu nhá. Ôi, thơm lắm các cháu ạ. Ui. Các cháu ạ, bà vớt ra để mời các cháu thưởng thức đấy. Món gà rán hoàng đế cả con. Các cháu ơi, thấy ngon chưa? Yeah. Hoàng đế này rất là thơm ngon các cháu ạ. Đấy, chắc ở Việt Nam chưa có bác nào nấu cái món gà này. À, các cháu ơi, thế là bà đã làm xong món gà rán cả con hoàng đế này, các cháu nhìn đây. Wow, thơm lắm các cháu ạ. Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức với mấy bà cháu nhà bà nhá. Thôi bây giờ bà mang ra kia mấy bà cháu thưởng thức thôi, thôi đi. À, các cháu ơi, thì bây giờ bà mời tất cả các cháu cùng ăn món gà coi là rán hoàng đế cả con cùng với bà nhá. Bây giờ bà cắt cho bà mời các cháu này. Dẫn thật bà. Ui, dài lắm, chả lăng à. Khui, 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 khui. Ui. Con mẹ ơi, ngon thế. Wow, các cháu nhìn này, thơm lắm. Khả năng phải lấy dao để bổ ra để lấy cái hoa quả củ quả ở trong thôi, không thì nhìn nó quẹ. Dao lại bé nhỉ? Lắm. Đây, cháu đưa cho các bạn. Nhìn nó đượm lắm. Đây. Đấy. Ai da, các cháu nhìn này. Yeah, củ quả này. Thơm lắm các cháu ạ. Thơm lắm các bạn. Yeah. Cháu thấy chưa? Thấy rồi bà. Cháu thấy rồi. Thấy rồi. Hấp dẫn. Ngon lắm các cháu ạ. Đây, cháu nhìn này. Ui. 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 Đấy đây, cháu Hoàng đưa đùi cho các em. Đây, đấy. Các cháu nhìn này, ngon chưa? Đấy. Quá ngon luôn bà. Quá ngon luôn. Thơm các bạn. Ha, chén, chén, chén nào. Cháu này, bây giờ bà khui con này ra lạ. Ui. Gà lắm nước các bạn nhờ. Các cháu nhìn này. Rau củ quả trong nó chín hết rồi này. Ui. Nó chín rồi các cháu ạ, nhuyễn hết rồi này. Ui. À bỏng quá, bỏng quá, bỏng quá. Ngon, 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 ngon. Bây giờ bà lại lấy tiếp. Khui tiếp đùi vào cho các cháu nhá. Yeah. Cháu nhìn này. Này, cháu Hoàng đợi, cháu Hoàng đợi. Đấy, nếu mà nhạt thì lại chấm chọc chéo nhá, nào, các cháu nhá. Wow, 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 wow. Ui. Lòng hổi luôn các cháu ạ. Vượt. Đây đây, đùi rồi, ok, cánh này. Nào, đùi nhá. Hấp dẫn quá anh ơi. Cái đùi nó màu ngon nhỉ. Ui, bà anh ơi, bà ơi. Ai nhỉ. Bà mình bừa hay quá. Uầy. Wow, lòng thật sốc luôn. Wow. Bỏng rang tay. Bỏng lắm các cháu ạ.
Đưa cho các em. Đủ chưa nào? Cháu đủ rồi đấy. Thì các cháu ơi, bây giờ bà mời tất cả các cháu ăn món gà rán hoàng đế cả con với bà này. Đây là bà có chấm thêm chấm chéo nhá. Wow, bà mời các cháu nhá. Các cháu thấy ngon chưa? Thơm lắm, bà mời nào. Ngọt thế các cháu ạ, ngon lắm, bà mời các cháu nhá. Ngọt thơm lắm các cháu. Mời các bạn nhá, các cháu ăn đi. Nhìn hấp dẫn nhá. Ngon. Các cháu này ơi. Mẹ ơi, cái món này ngon thật sự luôn. Ngon thật sự luôn. Cái đùi này, chấm với chấm chéo này. Lần đầu tiên mình ăn lại gà hoàng đế các bạn. Ê, cái da ở ngoài nó rất là giòn. Thế á? Mình mời tất cả các bạn nhá. Cháu mời bà nhá. Ừ, cháu ăn lên. Thơm ngon. 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 Ăn da giòn tan các bạn. Thịt ngon đấy anh nhỉ? Thịt ngọt thật đấy. Bà mời các cháu nhá. Xem nào. Xem nào bà bẻ lạ. Ui. Chặt thế. Chặt lắm các bạn. Ui, các cháu nhìn này. Mình mời tất cả các bạn nhá. Ngon lắm các bạn ạ. À. Ngon quá các bạn. Vâng, thêm 10 các cháu này lên. Mình mời các bạn nhá. Công nhận cái món này mẹ ngon đấy. Cái da nó dài, nó giòn giòn các bạn. Con gái thấy mẹ này sáng tạo. Rất vời luôn các bạn. Thịt ngọt dài ngon. Ngon. Mời mẹ ăn nha, ngon lắm. Các bạn đi. Mời các bạn ăn nha. Ăn nha. Mời cô chú. Mời các bạn ăn nha. Các cháu mày lên nha. Vâng. Vâng. Mời các bạn. Mời các bạn nha. Cháu mời cô chú nha. Đấy, mình vừa lọc cái xương này các bạn, cho hẻ toàn thịt thôi các bạn nhá. Để ăn cho nó đã các bạn ạ. Quá đã luôn các bạn, ăn thơm thật mà thịt gà rất ngon. Rồi mình nữa. Các bạn ơi, nhìn ngon chưa? Chép chẩm chéo anh mình. Con gái thấy mẹ nấu món này lên ngon không? Ngon mẹ. Các cháu này, bà mời các cháu nhá. Gà rán hoàng đế cả con với bà này. Wow, bà chấm này. Bà mời các cháu ạ. Wow, ngon quá. Thịt dài bao nhiêu? Đây đấy, ngon ngon. Ngon khá quá các cháu ạ. À. Mình mời các bạn nhá. Ngon lắm các bạn ạ. Dài ngọt thịt thơm mùi mình béo. Bữa này là xương ra các bạn. Bữa này là bữa cuối của Ngọc Ngọc Nguyễn Nhọa các bạn. Con cháu ạ, à, clip này là clip cuối cùng của cháu Ngọc ạ. Hôm nay là bữa cuối nè, được ăn món gà do bà Tân bà chế biến quả tuyệt vời ạ. Tuyệt vời. Ngon lắm bạn, coi như là cái món ăn là nhớ suốt cả cuộc đời luôn của ạ. Ăn bà ăn trong Tết rồi sang riêng lại lên chơi bà nhá. Dạ vâng, vâng. Các cháu ạ, cháu Ngọc ăn xong Tết là về là làm ở gần nhà đấy. Kiếm tiền ở gần nhà, không lên Bắc Giang nữa các cháu ạ. Bữa ăn này là bữa ăn cuối của mình. Còn đêm nay nữa tôi là ngày mai là anh Ngọc và Thái Bình nữa các bạn. Chia tay rồi, chia tay rồi. Cháu bắt em mạnh lên. Ngọt lắm. Ngon lắm các bạn ạ. Chấm chấm chéo là phải gặp các bạn. Anh ngã. Không ai thịt cũng vừa vặn rồi. Con cháu ạ, cái món gà ở này, ngon cái món chấm chéo nhà bà là cứ ăn đồ nhậu nào cũng nhớ đến chấm chéo các cháu ạ. Nghiện rồi, nó ngon. Rất là dễ ăn, nhưng nó không cay đâu, nó chỉ cay vừa thôi. Nó thơm hương vị Tây Bắc ấy các cháu ạ. Đấy. Đúng rồi, ăn nó thơm nó đậm đà mà. Các cháu mà có muốn mua thì nhấn vào số điện thoại 0362 989894 các cháu nhá. Mua ủng hộ bà đi các cháu ạ. Rất dễ ăn. Bác nào mà không ăn được cay ăn được. Ngon á.
Mời các bạn ạ. Mời các bạn ạ. Mời tất cả các bạn nha. Mời các bạn nha. Mời các bạn ạ. Mình hết cái đùi rồi gọi ơi. Mà ơi. Đấy, ông bà cho cái này đi. Nó gặp cho nó đã rồi nhá. Đấy, trong này có rất là rau củ quả luôn các bạn. Làm cái phần ức các bạn nhá. Chấm với chấm chéo này. Quá là ngon luôn các bạn. Ăn cái phần này mềm rồi đấy. Nó không dai như phần đùi các bạn nhá. Đấy. Mình... anh ăn rau củ quả đi. Đấy. Đây phần rau củ quả các bạn này. Tưới chấm chéo vào các bạn này. Đấy. Mời các bạn nhá. Ngọt chả uống các bạn. Wow. Có mềm không anh? Thơm, thơm mùi hành. Mùi hành. Ngọt lắm. Mùi hành, chủ yếu là mùi hành đó các bạn. Căn bản là chắc là hành là nước ngoài. Bảo sao ăn gà ngon lắm nhỉ. Đấy. Đây mình sẽ ăn sâu vào trong vậy nhá. Nhưng phải tưới chấm chéo vào. Đấy. Ok, khả năng bốc nhảy lên các bạn. Đấy. Wow, ngon thế nhỉ. Ngon quá. Ăn vào bên trong có cả ớt chuông các bạn nhá. Ngon hết. Các bạn ơi, mẹ mình sáng tạo toàn món. Thấy cháu này, bà ăn cái gia vị rau củ quả bên trong rồi các cháu xem này. Đấy, cho cháu nhìn thấy chưa? Ngon. Ngọt lắm các cháu ạ. Ngon. Các cháu ăn mạnh lên. Gì các bạn ơi, ngon ức kìa. Gia vị trông ngọt lắm các cháu ạ. Ngạt ăn mạnh lên. Mẹ ơi, món này ở Việt Nam mình chưa có ai làm mẹ nhỉ? Đúng rồi. Chưa bác nào làm. Các cháu ăn mẹ đi nhá. Các cháu ơi, bây giờ là mưa rồi các cháu ạ. Bà cho mỗi cháu một con về để ăn cơm. Các bạn ơi, bà tới cho mình này. Thật là ngon. Quá hấp dẫn. Đã ăn thì còn có cả phần mang về nhá. Thì các cháu ạ, cái món gà gọi là hấp gà rán hoàng đế cả con các cháu ạ. Ăn nó ngọt lắm các cháu ạ. Khi mà cái gia vị rau củ quả ở bên trong nó ngấm nó truyền vào cái thịt của con gà, ăn nó tuyệt vời đấy. Cháu nào mà cứ làm mà thử bắt chiếc bà Tân làm nó ngon lắm. Thì các cháu ơi, bây giờ có khả năng là bà dừng clip thôi thì trời nó cũng tối tối rồi. Thì các cháu mà xem clip này của bà có thấy hay này, like này và chia sẻ video thật nhiều rồi nhá. Thì năm cũ cũng đã qua rồi, năm mới nó sẽ tới. Bà chúc các cháu này trên mọi miền cả nước này có thật nhiều sức khỏe nhá. Rồi, an khang và thịnh vượng. Rồi, bây giờ bà chào tất cả các cháu nhá.